xin chào cả nhà, xin chào cô chú anh chị các bạn đang xem channel của mình. Ngày hôm nay mình mua một cái miếng sườn để nguyên một cái tảng sườn vậy luôn nha. Mình sẽ ướp. Đây là sữa đặc, đây là sữa đặc cả nhà, sữa đặc ở bên Singapore nè. Sữa này pha cà phê uống không có ngon, cho nên mình sẽ lấy đi mình ướp sườn để mình nướng. Này giống như nhiều đường quá nè, nó đặc quá trời đặc luôn. Pha cà phê uống không có ngon gì hết trơn, cha ông kia chê cả nhà ơi. Cho nên hả, mình đem đi ướp sườn, ướp thịt nướng á, mật ong nha cả nhà. Cái này gọi là sườn ướp mật ong á, mình cho 3 muỗng. Đây là xả hành tỏi tím băm á cả nhà, mình bỏ vô máy mình xay nó nhanh hơn bằm nó lau, bỏ vô máy xay chỉ cần hả bấm 2 vòng là nó nhừ hết. Thịt trước thì không thể nào thiếu nước tương hết cả nhà. Nước tương, cho thêm miếng dầu mè cho nó thơm nữa nhà ơi. Xíu đây là bột ngọt, ngon à. Đây là ngũ vị hương nha. Và xong, bây giờ sẽ bớt lên. Bây giờ mình sẽ bớt lên massage ha. Xong rồi cái mình cho trong tủ mát khoảng 45 phút, 1 tiếng đồng hồ, rồi mình mới đem ra mình nướng. Đợi cha tôi đi về, xong rồi tụi mình đi lên thái bắp xuống, luộc bắp, ăn với miếng sườn này. Đó, mình sẽ làm khoai tây chiên cho tôi kia nữa. Okay. Cô chào cô chú ông bà các bạn hả? You cannot see, but it has many. Yeah. Yeah. Chà, cái trái này nó gần già rồi nè. Cái này nó hái xuống á. Chà, nó sẽ chị đốt đàn. Đồ ăn luôn, cái trái này nó già rồi nè, nhiều viên. Chà chú hai nha, chà chú hai. Chà chú hai nha. Chà chú hai nha. Chà chú hai nha. Cái này nó già rồi nè. Chà chú hai nha. Lấy dịch xuống nè, lấy dịch chồng. Wow. Now it's up, now it. Nè, nó già nè. Lấy hả? Gì thế? Sao con làm ổn quá vậy? Chỗ bên đây nó còn trái nhiều chân mà. Mày nhỏ không à? Mày nhớ sao ăn tí. Trái nó say snake. Show me the snake. Trái nó say snake. Tôi biết say nó say snake. Nhìn giống con rắn. Giống con rắn hả vậy? Nè, còn quá nhiều trái luôn á, Daddy ơi, still have many, but still young. Nè, mấy miếng? Bao nhiêu đây là uống bao nhiêu? Broken already. Daddy, broken already. Daddy, look a bit closed. Daddy, look a bit closed. It's broken already. What's inside? No one can be in there. No more be in there. Nè, họ có con sit inside. Okay. Chị hôm nay thì chồng mình nó đi làm về xong mà nó đi lên anh hái bắp. Anh này là chồng sẵn đi rồi ảnh phái đi hái đúng không? Bắp. Hai chú làm gì bia? Bia. No bắp hả? Bia. Con muốn hái không? Ông anh kêu con có chai bí bự hết sức chưa? Chai bí đó là mình đi thụ phấn nó thành công rồi đó. Hái đi, đã đi. Go ahead. Okay, we're gonna get this one, kiddo. Ready? Yeah. Cái xe đó kia. À đúng rồi. Đó. Mạnh lên, Daddy. Yes. Wow. Daddy giỏi ha, Bia. Mm. Daddy giỏi. Ha, look hả? Okay. Wow. So nice. Wow, pretty cool. That's a bee. Ôi, cái bắp này ngộ nha, nó có hai màu luôn kìa. Maybe a little young. But it's good. Too old, I don't want. Up there, another. Another? Wow, we got two. Look at purple. Another. A hair.
cha chuẩn bị đi thu hoạch bắp. I need some hair. Yeah, maybe I need some of that hair. Cười. Mấy hai đừng ít đậu nữa đó, chút xíu nó xuống mình sẽ làm đậu xào bắp luộc. Đậu. Ooh, red corn. Yeah. Đã chưa? Ooh, you think it tastes like strawberry? No. Smell nice. Yeah. Anh ăn được. Yeah. Bắp đỏ hết rồi đi. It's red corn ha. Wait a little bit. Maybe this one, huh? Yeah. Okay. I think this one. Yeah. Đó là bây giờ là anh bẻ ngang vậy đó, gọn hồi đó mình đi chặt cây và dục sao. Cái này là I think red too. Because yeah. The hair look like red. Wow. Trời it's ơi. Red. Thích quá hả? Nice smell. It's really smell. It smell nice. Smell nice? Yeah. Nice. Okay. Sophie, nice. 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 Mommy said pull it down there. Okay, let's try them out, huh? Yes. Nữa không? Hái nữa không con? You have hair. Daddy, you have huh? Another. Hái nữa không? You want more? No. Well, no? I think we should cook it. So no, okay. Only three. Two. Only three. Okay. Mm-hmm. Well, maybe that one back there. Okay, we go there. One back there. Okay. That's it. Two red and one. Okay, go there ahead. Go around. Yeah. Right better. Đi Phi ơi, đi qua bên kia hái nữa. Ở cha ông Phi đi hái bắp cả nhà ơi, ông phái lắm luôn. Trời ơi, trái bí nè. Ba ngày thôi. Mới có 3 ngày mà nó bự ghê luôn cả nhà. Trái bí này mình thụ phấn thành công, hôm bữa mình thụ phấn hai trái kia mà trễ quá cái nó bị rụng rồi cả nhà ơi. Ở đây một trái nữa nè. Gì đó đi. Hồi nãy mình đi lên mình hái dưa leo với bắp cà bắp rồi. Thích không con? Thích. Để là đi hái thêm trái nữa nha. Which one big darling? This one or this one? I think this one. This one yeah. Mm. I hope this one white color. Đi thu hoạch là anh này em thích lắm. Gì con? Ok, cái phun cho con. Sophie, let's look inside, huh? Mm-hmm. That's a yellow one. Yellow? Yeah, I like good. We pick the white. Oh, maybe I just have only wow. Three kayak. Mm. Already three. Look that one. Nah, let me see. Look that one. Yellow. Oh. Look that one. Look that one. Look that one. Yellow. Ờ, mẹ thủ phấn cho nó đó. Mẹ bỏ mà cái bông đực vô đây nè. Đây cái là cái bông cái ha. Bông cái nó sẽ đi theo cái trái. Mẹ thủ phấn cho nó đó con. Mommy look. Thương không? Mommy look. Hai cha con nó hí hở nghe không? It's not a one. One more. No. No, no okay, enough. We'll find out if we can feed. Okay. Kêu hái nữa đi, hả? Không chịu. Hái nhiều thôi, anh nói hái nhiều thôi. Bữa sau ăn nữa, hái nữa. Anh my hair. Rồi, show me daddy. Hả? Red ha. Yeah. Trời ơi, cái màu đỏ đẹp ghế ra đi. It's so nice. Nice color ha. But I never eat yet, I don't know. Yeah. Mm. Cái bắp màu đỏ này mình cũng thấy rồi, thấy trên mạng rồi đó. Như ở trong siêu thị cũng bán nhưng mà mình chưa ăn bao giờ cả nhà. Chưa ăn thử nha. Nhưng mà hả? Vậy đó hả? Yeah. Cái này mới đúng. Wow, nó đều gan luôn trời. Mommy. Hả? Can I touch? Có ăn được không? Muốn ăn không? Trái bắp này thì nó không được đều lắm. Cái này gọi là súng răng nè. Trái bắp này gọi là súng răng hả? Oh my god. Oh my god. Cái cây này nó có con trái một mà nó bị súng răng rồi. Nó không được đều, có thể là kia đó để thái thêm trái nữa. No bớt. Nó giống như bị súng răng á. Còn Sophia cầm trái này quá đẹp luôn hả Sophia? Đều răng luôn á. Trời ơi, thích quá cái nó ôm. Vậy hả? Sophia nó đã thích, nó yêu cái trái bắp đó. Trái này thì hai màu ha. Maybe we pick one more, darling. Okay. À. Hái thêm trái nữa coi. Cái nó có bị súng răng không? Trái này cũng hơi súng răng chút nhưng mà chỗ này không sao. Mommy, bên này thì đều nè. Trời, cái trái màu đỏ. Cái bắp màu đỏ hả? Đúng là. Baby, mommy. Yeah, baby. Daddy, cause this is mommy and this is daddy and this is the baby. Vậy đó hả? Yeah, cause they're all family corn. That one's mixed. Hái thêm trái nữa ha. Pick one more. Đó, anh đi hái thêm trái nữa. Trái kia nó bị súng răng rồi nên đi hái thêm trái nữa. Teacher hả? Sister hả nha? Đi ra đi hái thêm trái nữa. Chém chém. Phiền nó nhồi hết sức nhồi không?
Cháu bắp đẹp ha. Another one. Another. Yes. Mom, I want to get another. Yeah, huh? Yes. Mom, this is because I'm so happy. Because the all candy. Cái trái này nó cũng bị súng răng nữa kìa. Nhưng mà nó dài ghê đó, trái bắp nó dài thòn lòn luôn kìa. Xem. Oh my god. Yeah. Oh dear. Oh dear. Oh man. Oh man. Oh, oh dear. Man. Mama, I like to eat. Oh, you like, you like to eat? Yeah, because okay. I like it. Okay, để mình xuống mày nấu cho mom, con ăn ha. Smell it. Mom, smell coi. Thơm quá kìa. Oh, mom, it's strawberry or cherry? Oh. It's cherry? I smell red corn. Red corn? Mm. Rồi, ok, đi xuống nấu. Rồi, giờ đi xuống. Đi xuống, đi xuống dưới mình luộc ăn Vi ơi. Đi thôi. Ok, bưng đây con. Ok. Nói không? Mấy cái lá dứa nha, cho nó thơm á cả nhà. Thơm quá trời thơm luôn. Cái mùi lá dứa với cái mùi bắp á nó thơm quá trời. Mình luộc xong rồi nè cả nhà. À, tắt bếp nha. Thì cái bắp màu đỏ ha, luộc lên xong cái nó hơi bị ra màu chút xíu, ngộ ha. Còn cái trái bắp này ha, nó bị gọi là súng răng á. Mắc cười ha. Chỉ có cái bên này nè, đó, bên này cũng hơi nhiều ha. Cái mặt bên kia thì bị súng răng quá. Rồi bắp xong rồi, chuẩn bị bỏ vô nướng nha. Đóng tay. Thường này cả nhà, về mình nướng, ướp mật ong nướng. Này, ở cái phần này thì nó cái cọng xương á thì nó hơi cháy nhưng mà không có ăn cọng xương nên không sao. Nhưng mà cả nhà nha, hôm nay mình đi chợ Thái mua được cái sầu riêng. Sầu riêng này là cái này là 2kg 9, 14 đô 1kg cả nhà, là 40 đô, 40 đô 90, 40 đô 60 sen. Ok, cô hẹn đa liên. Đây là bắp vườn nhà. Trời, cái trái bắp màu đỏ cả nhà, luộc lên xong cái nó bị đổi màu giống như còn cái ở trong cái nồi nước á thì nó đỏ vậy đó. Ok, ít ra đi. And you eat it. Yeah. Okay. Fresh corn. Này ở đây thì mình có ba trái thơm, bốn trái đặng. Suvi cha Suvi ăn hết nửa trái rồi, thơm thái, ngọt lắm, nó nhỏ xíu ngọt lắm. Suvi ơi. Hả? Qua ăn đi. Ok. Để bỏ sầu riêng cho con nha. Mình is a cake. Mình is a cake. My order chicken on the grass. Is it a chicken? No, cái này là thịt, thịt sườn. Thịt chicken. Thịt sườn. Ok, để mẹ cắt luôn đi cho nó dễ chứ cái này mẹ chưa có bỏ được. Mình sẽ cắt cho con. Sau khi nó đoạn sầu riêng cái nhà ơi. Mua sầu riêng về lại hả? Mua riêng. Bỏ cho sầu riêng nha. Ok, chú ý ra đây đi. Let me. No. I'm okay. Em vào nhà mẹ khen rất ngoan hả? Sầu riêng đang hát bài đi học về cả nhà. Em vào nhà. Em vào nhà. Em chào cha mẹ. Em chào cha mẹ. Cha em khen. Cha em khen. Cha em khen. Rằng em rất ngoan. Mẹ em rất ngoan. Mẹ âu yếm. Mẹ âu yếm. Hôn lên má em. Hôn đôi má em. Hôn đôi má em. Đúng rồi, giỏi quá. Cái này sầu riêng này nó chưa có chín mùi, nhưng chín mùi cũng dễ nha. Dễ tách á. Mẹ mua. Mẹ mua đó. À.
mẹ biết con gái mẹ thích ăn mẹ mua đó. Ừ, được không? Thích. Thích không? Thích. Con thích ăn sầu riêng đúng không? À. Còn thích gì nữa? À, thích phen phai. Phen phai, khoai tây chiên, gửi gì nữa? À, chocolate. Chocolate. À. Gửi gì nữa? Đây là cả nhà. Đã chưa? Ừ, đó. Nó gửi. Ăn corn. Corn, bắp. Wow. Wow. Đây. Miếng bự luôn trời. Mẹ kêu muốn cái này. À muốn cái này. Ok. Nè. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. À. Cái này có. Hử? Cái này có what? Có what gì? What? What? What is what? Ngon mà. Ừ, ngon lắm. Có được móc vậy nè, con cắn mẹ mày đứt cắn à. Sao? Wow. Ngon. Ừ. Đó. Nước cua, nó gáo nhìn ngon lắm cả nhà, cả nhà coi nha. Đó, nó gáo nha. Đây cái thịt của nó nè. Đó. Mẹ chưa muốn coi hỏi. Ăn xong đi cho coi. Thôi về. Thôi về. Chào. Trời ơi, ngon quá. Su Viên làm thèm sườn viên. Thôi để ăn sườn đã. Số đi đây. Hà Zết đây. Ok. Ok. It's okay, no, that means... I can't taste, the seasoning didn't soak in too much, but... À, đậu mình hái xong rồi mình để nguyên cọng như mình luộc luôn, khỏi ngắt nha. Để vậy cho nó lạ. Ý, sườn đây, mời cả nhà nha. Thơm, cái này sườn nước mật ong. But why you eat the black one? Cái này là mình nướng mật ong á, ở ngoài á. Ngon, trời nướng mật ong ngon quá. Why you cook? Mày cook oven. Cook trong oven đó. Dạ. Ừ. Con như vừa. Ừ. Lò nước. Lò nước. Lò nước. Mà biết con tóc như anh trời. Ôi nó ngoài vậy. Ôi nó tóc gì? Xít. Yeah. It's okay. It's okay con. Ngon. Nó biết cái tao cái gì. Nghe là xít hả? Oh, vậy đó hả? Yeah. Ôi, xạo Huy ơi. Yeah. I can't remember, can you get Thai durian in Seattle? Yes, but you know, if fresh, very expensive, about $12 for kilo, I don't remember exactly, but something like that. And frozen, they have frozen, like cheap, like... That's right. Right, exactly, don't know exactly, like $5 or $6 for kilo, yeah. It got too many. Vậy đó hả? Yes. Mm-hmm. Chưa bán đi. Ở bên Seattle tụi mình cũng có mua được sầu riêng đông đá thì rẻ hơn. Trời tôi đá. Trời tôi chưa. Chưa, I think chưa. Chưa này. Chưa này. Chưa còn này. Chưa đá bên. Hơi mẹ ông 3 kilo. It's a $14 for kilo. Yeah. Đá bên đi chưa. Same, of course. So that's like. That's only in 10-ish US. That's not that much. Ở Seattle tụi mình mua được sầu riêng, đập sầu riêng đông đá nhiều lắm cả nhà. Sầu riêng đá cũng ngon lắm. Muốn coi hai tháng mà. Ăn xong đi mà cho ăn coi. Do you remember how much it was in Bangkok? I don't know exactly how much per kilo because when I remember, I don't know. Yeah, when we been there, I took by. They already open, already the sale one. Trời, nãy Su Vi luộc xong cái bắp là Su Vi ăn rồi luôn cả nhà. Ăn hết một trái bắp màu đỏ rồi đó. Mà mình quên ăn thử một ăn bắp sống thử coi nó như thế nào á. Tại vì mình thấy bắp đỏ này thấy người ta ăn sống rồi đó. Mà chồng thì hay bắp phái. For you, yes, but I like him this way. Okay. Anh thích đậu anh luộc chín vậy đó. I mean, I don't know how you like him, but it's softer than you normally cook them, which is okay for me. Bữa sau mua sườn cừu ăn. Better. Mom, this one is good because it's not easy. Yeah, that's how? Yeah.
sầu riêng, tami, bắp, bắp, đậu, đậu, khoai tây, khoai tây, khoai tây chiên, khoai tây chiên. Hồi nãy nó ăn cơm á cả nhà, xong cái nó bị cái lưỡi nó bị gọi là sao ta, bị là giống như là bị rát lưỡi không, xong cái giờ nó hết rồi nó la lên vậy đó, nó mừng. Nay sư đi trốn học. Nay hai mẹ con ngủ dậy 9:45. Thì mình đây. Trễ giờ học luôn. Không khỏi đi luôn. Nhá tự đi cô giáo. Con ham lắm mà. Con ăn con Thùy Yên nữa không? Con tiếp tục đi mua cười. Ok ok ok, mẹ lấy mẹ lấy mẹ lấy. Rồi ngon quá. Thôi em, mẹ cho ăn thử miếng là ngon. Nguyên ăn chay cái nhà ơi. Ngon quá rồi ơi. Mẹ cho miếng mướt coi hả hả. Thôi em, con nhớ trái bắp hồi nãy trái bắp baby không? Con có thấy cái trái bắp này nó ngộ không? Sư Viên, con đếm thử coi. Trái bắp này nó bị súng răng nè. Ăn không? Ăn thử cái này đi, cái này nãy chưa ăn mà. Trời, trái bắp vàng nè, luộc luộc chung với cái bắp đỏ. Nhưng mà cái giờ cái màu của nó bị tùm lum tà la luôn rồi. Ngon quá. Trái bắp này bị súng răng. Như quê mình gọi là súng răng á. Không đều. Ngon quá. You press more this. Cái bắp đỏ cho nó rất là dẻo cả nhà. Trời ơi, nó giống như cái nước củ giờ luôn á. Oh, even red inside. Oh, it's still red. Yeah. Cái màu nó giống like nước củ giờ. Cái bắp đỏ nó rất là dẻo. Nó dẻo lắm luôn á. Mà tiếp tục quá kìa. Nó giống gì? Gớp. Nó giống con rắn. Ngon quá. Hả? Trời ơi, cái này nguyên cục thịt nạc luôn á. Ngon. This is good. There's a lot more flavor in the thinner stuff that's right by the bone, because I mean the thin areas. Yeah. The seasoning on the outside. I put the sweet milk, then honey, then soy sauce, and some seasoning, lemon flask, and onion, garlic. Chồng mình hỏi cái gia vị ướp nướng à, ngon. Mình kể cho nó nghe là mình bỏ mật ong, sữa đặc, nước tương. Muốn cười hấp hấp. Thôi thôi coi kìa. Đây mà lấy khăn mà chùi cho. Mẹ hỏi là con muốn ăn cơm nước tương không? Không, mẹ tôi muốn hấp hấp. Con sẽ bị muốn hấp hấp rồi hả? Ok, rồi cho bắp đỏ. Nãy chùi muốn khăn trái rồi. Dạ. Nãy mình có cặp té. Ngon lắm, nó dễ dẻo. Dạ. Ngon. Mình nghe nói là bắp đỏ này rất là tốt cho sức khỏe. Với lại á, ăn sống nữa.
Ăn đậu bò thì lạ. Không ăn cơm luôn. Để xem ăn đậu bò thì ngon quá. Ta ta ta. Tụi bay nữa không? Ơi sầu riêng cả nhà ơi, nhìn cái miếng sầu riêng ha, nó đã gì đâu luôn á. Nó béo, nó ngọt. Sầu riêng này mình thấy ở Thái Lan người ta ăn với xôi đó cả nhà, dứt cái cục xôi ha, kẹp sầu riêng cắn. Rất là ngon. Lại cắt cho sầu riêng mà thèm luôn á. Bên này bây giờ cả nhà bán sầu riêng cực kỳ nhiều luôn, bán đầy ở ngoài chứ á. Mà sầu riêng Malai mình không thích, không thích sầu riêng Malai, thích sầu riêng Thái. Dạ xe bye bye. Ok lên lên. Sạch sà bông chưa? Sạch sà bông chưa? Thiệt không? Thiệt. Rồi có rửa miệng không? Rửa tay xong rửa miệng lên ghế ngồi. Anh ngớ rồi xe bye bye. Trời ơi, ngớ rồi xe bye bye. Chị tới rồi. Ừ, xe bye bye. Con rửa sạch cho bông không? Dạ. Chắc không? Chắc. Thiệt không? Thiệt. Thiệt nha. Chắc nha. Ok, ok, video của mình hôm nay xin tạm dừng tại đây cả nhà ha. Hẹn cả nhà video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chúc cả nhà luôn luôn bình an và hạnh phúc nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye. Bạn thường yên đúng không? Chiếu anh bóp. Anh bóp đi con.